Ăn bớt tiền đi chợ. Cảm ơn em, lần sau lại ghé shop chị nha. Dạ. Sao hôm nay chị Lành đi chợ về muộn thế nhỉ? Dạ, tôi đi chợ về rồi ạ. Sao chị đi chợ về muộn thế? Sắp trưa đến nơi rồi, còn phải đi đón bọn trẻ nữa chứ. Dạ, tại chợ hôm nay đông quá nên... Thôi, để tôi vào tranh thủ nấu cơm rồi đi đón bọn trẻ ạ. Chị nấu nhanh lên nhé. Chị Lành. Dạ. Dạ, tôi nấu ngay đây ạ. Chị làm sao mà giật mình thế? Tôi chỉ định bảo chị nấu ít cơm thôi, vì bố bọn trẻ hôm nay đi vắng. Tôi biết rồi ạ. Anh này, anh có thấy dạo này chị Lành có biểu hiện rất lạ không? Lạ gì? Anh thấy chị ấy làm mọi việc vẫn rất tốt ấy chứ. Anh chưa thấy giúp việc nào chăm chỉ mà lại nấu ăn ngon như chị ấy đâu. Dạo này chị ấy hay đi chợ về muộn, rồi khi em hỏi á thì cứ lắp ba lắp bắp. Em nghĩ chắc chắn chị ta đang làm chuyện gì mờ ám rồi đó. Em đã nghĩ quá rồi đấy. Chị Lành là chỗ người quen của anh Hùng bạn anh, làm gì có chuyện mờ ám chứ. Anh đúng là nói chuyện với anh chán chết đi được à. Lúc nào cũng bên người ngoài hết. Tôi đi chợ nha. Vâng, chị đi đi. Cho tôi 8 lạng thịt ba chỉ đi chị. Có ngay. Mình dặn mua 1 ký thịt cơ mà. Sao lại mua có 8 lạng thôi vậy? Lấy mấy cân đấy chị? 2 à. Thôi, lấy cân 7 thôi. Sao lấy lẻ thế? Không lấy 2 ký luôn cho tròn. Thôi, chị cứ cân đúng như vậy cho tôi đi. Thì ra là ăn bớt tiền chợ. Chị giỏi lắm. Sao cô cậu lại ngồi đây ạ? Dạo này chị đi chợ có ghi chép gì không? Mau đưa sổ cho tôi xem nào. Tôi vẫn ghi chép đấy ạ. Đây nè, sáng nay mua những gì tôi ghi hết vào đây rồi. 1 ký thịt ba chỉ hết 80.000, 2 ký cam hết 90.000. Thế thịt đâu? Cam đâu rồi? Đây ạ. Đây là 1 cân thịt của chị đấy à? Tôi sai rồi. Xin cô hãy tha lỗi cho tôi ạ. Tôi Anh thấy chưa? Anh tin tưởng chị ta lắm vào. Bấy lâu nay chị ta vẫn dùng cách này để bớt xén tiền chợ đấy. Chị Lành, sao chị có thể như vậy chứ? Tôi xin cô cậu hãy tha lỗi cho tôi. Tôi làm vậy cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi. Nếu như cô cậu đuổi tôi sẽ không biết sống thế nào nữa ạ. Tôi... Thôi chị im đi, đừng ngụy biện nữa. Nhà tôi không thể chứa chấp một người như chị. Không biết chị đã bớt xén được bao nhiêu rồi. Chị mau thu dọn hành lý rồi ra khỏi nhà tôi ngay. Cậu ơi, cậu, tôi xin cậu mà. Tôi thật sự vì bất đắc dĩ mới làm vậy thôi à. Tôi xin cậu tha thứ cho tôi đi. Anh Dũng, anh bảo chị ta đi đi. Alo. Cho tôi gặp cô Lành với ạ. Cô Lành không có ở đây. Ai đấy? Vậy con nhắn với cô Lành giúp tôi là ở quê đã nhận được tiền sáng nay cô ấy gửi về rồi. Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Mẹ cô ấy đang trong phòng hồi sức cấp cứu nha. Mẹ tôi bị một khối u ở cổ, nhưng gia đình không có tiền để làm phẫu thuật. Gần đây bệnh tiến triển nặng, không phẫu thuật không được. Tôi không có cách nào khác nên mới nghĩ đến chuyện bớt xén tiền của cô cậu để gửi về lo cho mẹ tôi. Tổng số tiền cũng chỉ có gần 2 triệu thôi à. Tôi... Thì ra mẹ chị ấy bị bệnh nên chị ấy mới bất đắc dĩ làm như thế. Suy cho cùng thì chị ấy cũng đáng thương hơn đáng trách. Hay là mình bỏ qua cho chị ấy đi. Không được, không thể tha thứ được. Mỗi lần chị ta ăn cắp, tuy không nhiều, nhưng phải làm rất nhiều lần thì mới có thể tích tiểu thành đại như vậy. Chị ta gửi về quê hương mấy triệu cơ mà. Đây là ăn cắp vặt, là thói quen và đã ăn sâu vào máu rồi. Không thể lấy lý do chữa bệnh cho mẹ ra để biện minh cho mình được. Đói cho sạch, rách cho thơm. Không phải cứ lấy hoàn cảnh khó khăn ra để bao biện cho hành động tội lỗi của mình. Chị mau thu dọn hành lý ra khỏi đây, nhanh lên. Nhưng tối rồi, trời lại mưa to. Hay để chị ấy ngủ lại đây đêm nay, rồi sáng mai đi sớm.
Không được, ở lại đây một đêm thì không biết còn mất thêm cái gì nữa. Đêm ai mà quản lý được chị ta. Chị đi ngay cho tôi. Chị ta đi rồi, chăn chiếu chắc cũng phải thanh lý một loạt để đón người mới chứ. Cái gì đây? Nợ cô Yến ngày 1 tháng 8 nợ 35.000, ngày 2 tháng 8 nợ 42.000, ngày 3 tháng 8 nợ 47.000. Đây là sổ ghi chép của chị Lành, anh xem đi. Trong sổ ghi chép rất cẩn thận số tiền từng ngày chị ấy bớt xén và nói là nợ em. Có lẽ chờ sau này ổn thỏa sẽ trả lại đúng số tiền đó. Nếu như có ý định ăn cắp thật thì chẳng lý nào chị lại ghi chép tỉ mỉ từng ngày một như thế. Giờ em lại nghĩ khác rồi à? Có lẽ em đã hơi quá đáng với chị ấy rồi. Trong hoàn cảnh túng quẫn như thế mà chị ấy vẫn có ý định trả lại tiền thì chắc bản chất của chị ấy không phải là người xấu đâu anh ha. Đúng vậy, chúng ta không thể lấy hoàn cảnh khó khăn để bao biện cho việc làm sai trái của mình. Nhưng suy cho cùng, chị ấy cũng biết mình sai và trong thực tâm muốn sửa chữa sai lầm đó rồi. Mà hôm qua mưa to lại tối trời như thế, không biết chị ấy có kịp về nhà hay trú ở đâu không nữa. Chắc lát nữa em phải đi tìm chị ấy rồi đón chị ấy về mới được. Em nên bỏ qua cho chị ấy lỗi lầm lần này, phải không anh? Em nghĩ được như vậy là tốt rồi. Tộc trưởng Puna và nữ thần rồng. Ngày xưa, ở quần đảo Tuamotu có tộc trưởng Puna là thủ lĩnh của bộ tộc Oahu. Chàng là chồng của nữ thần Homea. Sóng biển này quá nhỏ, không đủ để cho ta lướt sóng rồi. Đúng vậy, hay là chúng ta tìm nơi khác có sóng to hơn đi, tộc trưởng Puna. Được thôi, chúng ta không chắc dùng biển này có sóng to. Chúng ta hãy rong thuyền đi tới bãi biển khác xem sao. Chúng ta đi thôi, tù trưởng. Hôm nay khắp nơi trên hòn đảo này chẳng có nơi nào có sóng lớn cho các người lướt sóng đâu. Hỡi những chàng trai ạ. Cô gái xinh đẹp, nàng tên là gì? Sao ta chưa từng thấy nàng trên đảo trước đây? Ta là Kiha Wahine. Ta sống trên một hòn đảo giữa biển khơi. Hôm nay chỉ muốn đến đây dạo chơi thôi. Thật không ngờ lại gặp được tù trưởng Puna ở nơi này. Nàng biết ta sao? Danh tiếng của tù trưởng lừng lẫy khắp nơi. Chàng là anh hùng với sức mạnh và lòng can đảm đáng ngưỡng mộ. Có ai mà không biết tới chàng chứ? Nếu chàng muốn lướt sóng thì ta có thể đưa chàng tới một bãi biển tuyệt đẹp, nơi mà những con sóng ở đó có thể giúp chàng lướt băng băng trên mặt nước. Thật vậy sao? Nếu chàng muốn tới đó thì có thể lên thuyền, ta đưa chàng đi. Được thôi, ta rất muốn xem bãi biển nàng nói có thật sự là tuyệt đẹp hay không. Thật tiếc là con thuyền này chỉ đủ chỗ cho hai người chúng ta, những người khác đành phải quay về. Ta lại thấy điều này là tốt đó chứ. Chỉ có hai chúng ta, chẳng phải càng dễ để ta và chàng trò chuyện hơn sao? Được trò chuyện cùng với cô gái xinh đẹp như nàng quả là vinh hạnh cho ta. Nhưng hòn đảo nàng nói có còn xa nữa không? Con thuyền nhỏ này liệu có chịu được sức mạnh của những cơn sóng lớn ở đó hay không? Chàng đừng lo, chúng ta sẽ đến đó ngay bây giờ thôi. Đây là... chúng ta đến đây bằng cách nào vậy? Ta đã dùng phép thuật để đưa chàng tới đây đó. Đây là hòn đảo của ta. Hòn đảo của nàng sao? Nàng biết phép thuật nữa à? Ta có biết đôi chút phép biến hóa đơn giản thôi. Chàng không cần phải ngạc nhiên đến vậy. Nàng không phải là một người bình thường. Người bình thường sao có thể biết phép thuật được chứ? Ta đúng là không phải người bình thường. Nhưng có một điều là ta đã dành tình cảm cho chàng từ lâu rồi, Puna ạ. Dành tình cảm cho ta sao? Ta và nàng chưa từng gặp nhau. Sao nàng có thể dành tình cảm cho ta được? Tuy chàng chưa gặp ta, nhưng ta biết chàng rất rõ. Ta muốn được ở bên chàng, làm vợ của chàng. Chàng đồng ý nhé. Bấy lâu nay ta sống một mình, thật là cô đơn. Chuyện này tuyệt đối không được. Ta đã có gia đình, vợ ta là nữ thần Homea. Chàng hãy quên cô ta đi. Sau này chàng sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa đâu. Ta không muốn ở lại đây nữa. Ta sẽ lên con thuyền nhỏ kia để trở về. Chàng nghĩ ta sẽ để cho chàng rời khỏi nơi này ư?
Nàng làm gì vậy? Không còn thuyền, để ta xem chàng làm sao rời khỏi hòn đảo này. Tốt nhất là chàng hãy đồng ý với yêu cầu trở thành chồng của ta. Ta sẽ đối xử với chàng thật tốt. Nhưng ta đã có vợ. Ta không quan tâm. Thời khắc này đây, chàng ở trên đảo này của ta, thì những người khác đều không còn liên quan đến chàng được nữa. Nhưng ta không yêu nàng. Để ta đưa chàng đi xem một thứ. Đây là những con rắn cực độc mà ta nuôi đã lâu. Một tù trưởng dũng mãnh như chàng có thể chống chọi được bao lâu nếu bị ném xuống đó? Nàng muốn làm gì? Ta đã nói rồi, ta muốn chàng làm chồng của ta. Chàng không thể chống lại được sức mạnh của ta và sẽ không thể rời khỏi hòn đảo này được đâu. Cũng không có ai biết chàng đang ở trên đảo của ta. Nên cho dù vợ chàng là nữ thần Homea đi nữa thì cũng sẽ không tìm được chàng. Giờ phải xem chàng chọn lựa thế nào thôi. Chỉ cần chàng đồng ý làm chồng ta, hai ta sẽ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi. Bằng không, ta sẽ ném chàng xuống hố làm bạn với lũ rắn kia. Nào, cạn ly, hôm nay sẽ là ngày kỷ niệm chúng ta chính thức thành vợ chồng. Có một vài nguyên tắc ta cần nói rõ. Thứ nhất, chàng không được phép ra khỏi hang động này. Thứ hai, không được làm trái lời ta. Không được ra khỏi hang động sao? Ta biết chàng chưa thật lòng muốn ở bên ta, cho nên ta chưa thể cho chàng tự do ra bên ngoài được. Nếu chàng tự ý rời đi, ta nhất định sẽ khiến chàng hối hận. Chàng còn chưa biết ta có những sức mạnh gì đâu. Vậy nên chàng tuyệt đối đừng làm ta giận đấy nhé. Một thời gian sau, chàng nhìn gì mà thất thần vậy? Đã lâu rồi ta không được ra ngoài. Ở trong hang động lâu ngày, ta thấy ngột ngạt và bí bách quá. Chàng muốn ra ngoài sao? Thật lòng, ta rất muốn được nhìn ngắm biển và tận hưởng những cơn gió mát ngoài kia. Nàng có thể cho ta ra ngoài một chút được không? Cho chàng ra ngoài ư? Nhỡ chàng sẽ bỏ đi đâu mất thì sao? Nàng thấy đấy, giữa đảo Quang Du này, ta còn biết đi đâu được chứ? Mọi thứ đều trong lòng bàn tay của nàng hết mà. Cũng phải. Dù sao thì chàng cũng không thể rời khỏi hòn đảo này được. Ta cũng không nỡ để chàng phải ở trong hang động này mãi. Chàng ra ngoài cho khuây khỏa cũng tốt. Vậy ta sẽ đi dạo ngoài bờ biển một lát, sẽ trở về. Khi nào về, chàng nhớ lên tiếng để ta biết nhé. Đừng lặng lẽ đi vào mà khiến ta giật mình đấy. Ta ghét nhất là người khác làm ta giật mình. Ta sẽ làm như vậy. Biển đẹp quá, những con sóng cũng thật tuyệt vời. Chỉ tiếc là ta lại đang bị nhốt ở đảo này, không có cách nào trốn thoát. Chẳng lẽ ta sẽ mãi mãi bị Kihawahine giam cầm tại đây sao? Người kia chẳng phải là tộc trưởng Buna của Oahu sao? Mình đã từng nhìn thấy anh ta khi đến đảo Tuamotu. Nghe nói anh ta bỗng dưng mất tích. Vợ anh ta là nữ thần Haumea, đã tìm kiếm anh ta khắp nơi mà không thấy. Sao anh ta lại ở đây thế này? Tộc trưởng Buna. Anh biết tôi sao? Biết chứ, anh là tù trưởng Buna nổi tiếng mà. Tôi là Hinole. Thật không ngờ tôi có thể gặp anh tại đây. Nhưng tôi nghe nói tộc trưởng Buna bỗng nhiên mất tích. Thì ra anh đến hòn đảo này sao? Chuyện dài lắm. Không phải là tôi đến đây, mà là tôi bị bắt tới đây và bị giam cầm trong một hang động trên đảo. Bị bắt sao? Là ai đã bắt anh? Cô ấy tên là Kihawahine. Cô ấy có phép thuật. Kihawahine sao? Không giấu gì anh, tôi chính là anh trai cùng cha khác mẹ với cô ấy. Anh là... Anh đừng hiểu lầm. Tuy tôi là anh trai của cô ta, nhưng thật ra tôi và Kihawahine nhiều nước với lửa. Tôi tuy có cùng dòng máu với cô ta, nhưng lại chỉ biết được chút ít phép thuật không đáng kể, nên thua kém rất nhiều so với sức mạnh của cô ta. Anh bị cô ta bắt và không thể thoát được cô ta cũng đúng thôi. Cô ta sao có thể có sức mạnh lớn đến vậy? Có lẽ anh vẫn chưa biết cô ta không phải người bình thường, mà chính là nữ thần rồng. Nữ thần rồng sao? Cô ta chỉ là ẩn thân trong hình hài xinh đẹp vậy thôi chứ. Thực chất
cô ta là một con rồng lớn có khả năng ghê gớm đấy. Chính vì là rồng nên cô ta không thích sống trong những căn nhà như những người bình thường, mà thích sống trong hang động. Không ngờ cô ta lại là rồng sao? Tôi chưa bao giờ thấy hình dạng thật của cô ta. Cô ta luôn xuất hiện thật xinh đẹp. Nếu anh muốn nhìn thấy hình dạng thật của cô ta thì cũng dễ thôi. Có phải khi anh ra ngoài, cô ta đã dặn anh khi trở về phải lớn tiếng nói gì đó không? Chuyện này anh cũng biết sao? Tôi là anh trai của Kihawahine mà. Lát nữa trở về, anh hãy nhẹ nhàng bước vào hang, đừng gây ra bất kỳ tiếng động nào cả. Anh sẽ thấy được hình dạng thật sự của Kihawahine. Tôi không muốn sống với cô ta. Hidole, hãy giúp tôi. Kihawahine rất mạnh, muốn thoát khỏi cô ta cần phải có thời gian đủ lâu để chạy thật xa, không để cô ta bắt kịp. Điều này gần như không thể vì cô ta luôn luôn theo sát bên tôi. Tôi đã có cách. Làm như vậy liệu có ổn không? Chỉ có cách này mới cứu được anh thôi. Tôi sẽ giúp anh để một chiếc thuyền nhỏ ở ven bờ biển. Anh hãy dùng nó để rời khỏi đây. Khi lên thuyền, anh hãy đi về hướng bắc. Đó là hướng của đảo núi lửa của nữ thần Mele. Chỉ có đến đó và tìm được nơi trú ẩn thì anh mới có thể thoát khỏi sự truy đuổi của Kihawahine mà thôi. Cảm ơn anh Hinole. Đừng khách sáo. Chỉ là tôi vốn không ưa thói hóng hách của đứa em gái Kihawahine này. Hơn nữa, tôi cũng không thể đứng nhìn tù trưởng Puna nổi danh bị giam hãm, kiểm soát. Anh không nên bị như vậy. Thôi, anh hãy mau trở về đi. Nếu anh ra ngoài lâu, Kihawahine sẽ sinh nghi đó. Ta không thể gây ra tiếng động được. Ta muốn xem Kihawahine trong hình hài của rồng rốt cuộc trông đáng sợ đến thế nào. Hinole nói đều là sự thật. Kihawahine thật sự quá gớm ghiếc. Ta đã sống với một con rồng suốt mấy tháng nay mà không hề hay biết. Ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Kihawahine, ta đã về rồi đây. Nàng ơi, thời tiết hôm nay thật tuyệt. Được hít thà không khí biển cả khiến ta cảm thấy rất thoải mái. Trông chàng hào hứng chưa kìa. Từ khi ở cùng ta, chưa bao giờ chàng vui vẻ đến thế. Từ giờ, chàng có thể ra ngoài bất cứ khi nào chàng thích. Thật vậy sao? Vậy thì hay quá. Chàng sao thế này? Sao đột nhiên lại đổ bệnh vậy? Đã mấy ngày rồi, chàng vẫn không thuyên giảm mà còn nặng hơn. Không phải tự nhiên đâu. Ta giống có bệnh từ nhỏ. Cứ cách một thời gian sẽ lại phát bệnh. Nhưng lúc thế này, ta phải uống nước thần, lấy từ dòng nước nhỏ trên núi tuyết mới có thể khỏe lại. Trước đây đều có người đi lấy nước về cho ta. Bây giờ biết phải làm sao đây? Nước trên núi tuyết ư? Nơi đó cách đây rất xa. Đúng vậy. Nhưng nếu như không được uống thứ nước đó thì ta sẽ không thể nào khỏi được, và có thể sẽ mất mạng. Nghiêm trọng đến vậy sao? Thôi được, ta sẽ tới đó lấy nước về cho chàng. Đó là dòng nước có trong một hang động lớn. Nó được chảy xuống từ một vách đá trong hang động trên núi tuyết của hòn đảo phía bắc. Nàng hãy lấy đầy bình nước này về cho ta nhé. Ta biết rồi, ta sẽ cố gắng về sớm. Chàng phải cố chịu đựng chờ ta về đó nhé. Chiếc bình này tuy nhỏ nhưng có khả năng hút nước, sẽ cần nhiều thời gian để có thể làm nó đầy nước. Nàng hãy chú ý nhé. Được rồi, chỉ là một bình nước thôi mà. Chẳng lẽ ta lại không lấy được đầy bình cho chàng sao? Thời cơ đến rồi. Con thuyền nhỏ Hinole đã chuẩn bị cho ta đây rồi. Mình phải nhanh lên mới được. Kihawahine mà biết chuyện chắc chắn sẽ đuổi theo. Mình phải tìm được nơi trú ẩn để nàng ta không tìm thấy. Cuối cùng cũng đến nơi. Nếu ta không phải nữ thần rồng có phép thuật thì khó có thể đến đây nhanh như vậy. Hang núi mà chồng ta nói đang ở đâu được chứ? Liệu có phải là hang đá này không? Đây rồi. Dòng nước chảy xuống từ một vách đá dựng đứng trong hang động, đúng như Puna nói. Vậy là ta lấy được nước rồi. Phải mau chóng trở về cho Puna uống mới được. Ôi, nước trong bình biến đâu cả rồi? Sao bình lại trống trơn thế này? Phải rồi, Puna đã nói chiếc bình này có thể hút nước. Có lẽ là số nước khi nãy đã bị chiếc bình hút sạch rồi. Lần này ta sẽ để chiếc bình hút đủ nước rồi mới trở ra. Sao lại thế? Rõ ràng là ta đã để chiếc bình dưới dòng nước rất lâu để nó có thể hút nước rồi cơ mà. Vậy mà vẫn chưa đủ sao? Chiếc bình này sao lại giống bình không đáy thế chứ? Chiếc bình quái quỷ hút cho đủ nước đi.
rồi để ta lấy một bình nước đầy về. Lần này thì hút đủ nước rồi chứ. Chuyện này là sao? Chiếc bình này bị thủng đáy ư? Ta đã giữ nó rất cẩn thận, làm sao lại bị thủng được chứ? Chỉ có một khả năng là chiếc bình này bị thủng từ trước. Chẳng nhẽ là do Puna làm sao? Sao chàng ấy lại làm vậy? Không lẽ là vì... Kìa, chắc chắn là đảo núi lửa mà Hinole nói rồi. Ta phải nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn trước khi Kihawahine trở về và phát hiện ra mọi việc. Puna, Puna, chàng đâu rồi? Puna, ta đối với người tốt như vậy mà ngươi lại dám lừa gạt ta, hòng trốn khỏi nơi này. Đã vậy thì đừng trách ta vô tình. Được lắm Puna, ngươi đã tìm đến hòn đảo núi lửa đó à? Để ta xem kẻ nào có thể bảo vệ ngươi trước sự tấn công của ta. Tới nơi rồi, ta phải tìm chỗ trốn thôi. Khi Hào Hoàng Hiền này có thể tìm đến bất cứ lúc nào. Kẻ nào to gan dám xâm nhập lên đảo của ta? Tôi tộc trưởng Puna. Cô là nữ thần Bê Lê? Đúng vậy. Sao anh lại ở đây? Ta nghe nói anh đã mất tích một thời gian dài. Nữ thần Homia đã tìm anh khắp nơi mà không thấy. Thật vậy sao? Vợ tôi đã đi tìm tôi khắp nơi sao? Chắc là cô ấy đã lo cho tôi lắm. Rốt cuộc thì tại sao anh lại biến mất suốt thời gian qua? Và vì sao bây giờ lại xuất hiện trên đảo núi lửa này của ta? Tôi đã bị Kihawahine bắt cóc. Kihawahine ư? Là nữ thần rồng Kihawahine sao? Đúng vậy. Cô ta đã giam tôi trong hang động trên hòn đảo của mình. Tôi đã phải vất vả lắm mới thoát được ra đến đây. Bây giờ có lẽ cô ta đang tìm kiếm tôi khắp nơi. Nếu tôi bị bắt lại thì chắc chắn cô ta sẽ giết tôi mất. Nữ thần Bê Lê, xin hãy giúp tôi. Thì ra là anh bị bắt và giam hãm trên đảo của Kihawahine. Chẳng trách mà nữ thần Homia tìm anh khắp nơi cũng không thấy. Kihawahine có khả năng nhìn thấy mọi chuyện trên đời. Cô ta sẽ sớm phát hiện ra anh đang ở đây thôi. Nữ thần Bê Lê, xin hãy giúp tôi. Tôi không thể đấu lại cô ta, nhưng tôi không muốn phải sống chung với con rồng gớm ghiếc đó. Nếu cô ta bắt được tôi, chắc chắn sẽ giết tôi mất. Yên tâm đi tù trưởng Puna, nữ thần Homia và tôi quen biết đã lâu. Nay anh gặp nạn, tôi nhất định sẽ tương trợ. Tôi sẽ giúp anh đối phó với Kihawahine. Cô định sẽ đối phó với tôi thế nào đây, Pele? Ta đối với người tốt như vậy mà ngươi dám lừa gạt ta để bỏ trốn tới đây. Hôm nay ta sẽ khiến ngươi phải hối hận. Kihawahine, đây là đảo núi lửa của ta, không phải nơi cô có thể lộng hành. Ta nhất định phải đưa gã chồng bội bạc này về. Cho dù là nữ thần núi lửa như cô cũng đừng hòng ngăn cản. Ai là chồng cô chứ? Puna đã kết hôn với nữ thần Homea, rõ ràng là cô cướp chồng của người khác. Những thứ ta muốn thì nhất định phải là của ta. Tù trưởng Puna nổi tiếng dũng mãnh rơi vào tay ta cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Pele, ta khuyên cô không nên xía vào chuyện của người khác. Nơi này là đảo của ta, không ai có thể tùy ý đến đây làm loạn. Ta sẽ không để cô đưa tù trưởng Puna đi nữa đâu. Xem ra ta phải dạy cho cô một bài học mới được. Ôi không, cô ta thật đáng sợ. Anh đừng lo, đã có tôi ở đây, cô ta sẽ không thể làm hại anh đâu. Anh hãy tìm chỗ lánh đi. Thế nào, ngọn lửa của ta đã khiến cô tỉnh táo hơn chưa? Ta không đánh lại thì cô lại dám khinh thường nữ thần núi lửa ta đây. Cô tưởng ta sẽ sợ ngọn lửa cỏn con đó của cô ư? Ta sẽ cho cô biết sức mạnh của dung nham núi lửa. Để ta xem cô có thể chống đỡ được bao lâu. Nữ thần núi lửa Pele, xin hãy tha cho tôi. Từ nay hãy bỏ cái thói hung hăng hống hách của cô đi. Vết thương này chính là cái giá cô phải trả cho hành động của mình. Nhờ có nữ thần núi lửa Pele
đánh bại được nữ thần rồng Kihawahine, chàng tù trưởng Puna đã được giải thoát và trở về sống hạnh phúc bên vợ là nữ thần Haumea. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!